Thưa quý vị, ngày Tết là những ngày mà mọi người tự do ăn uống và ít quan tâm tới sức khỏe. Những thực phẩm từ rau xanh lại càng ít được mọi người sử dụng. Tuy nhiên, để duy trì được một sức khỏe tốt thì mọi người nên tập thói quen thường xuyên sử dụng rau củ quả xanh dù bận rộn. Rau quả là nguồn cung cấp cho cơ thể các vitamin và muối khoáng để phòng chống các bệnh thiếu vi chất. Rau củ quả còn chứa nhiều chất khoáng có tính kiềm, đặc biệt là kali, canxi, magie, có vai trò quan trọng trong nhiều chức năng hoạt động của cơ thể và cần thiết để duy trì cân bằng kiềm. Rau quả còn cung cấp chất pectin, axit hữu cơ và chất xơ. Chất cellulose của ngũ cốc và ở dưới dạng liên kết với các chất pectin tạo thành phức hợp pectin cellulose có tác dụng điều hòa nhu động ruột chống táo bón, đồng thời giúp đào thải cholesterol ra khỏi cơ thể để phòng chống tăng huyết áp, sơ vữa động mạch. quý vị, chế độ ăn ít rau xanh là thủ phạm chính gây tăng cân, gia tăng các bệnh mãn tính, đặc biệt là tăng huyết áp đái tháo đường. Hôm nay Lương Y Minh Phúc, Ban chấp hành Hội Dược liệu Học Việt Nam sẽ giới thiệu cùng quý vị những loại rau củ quả nên có trong bữa cơm ngày Tết. Những loại rau củ quả này thông dụng hàng ngày với nhiều công dụng mà mọi người không ngờ. Mỹ Quyên xin được chào Lương Y Minh Phúc. Xin chào Mỹ Quyên, xin chào khán giả. À, trong những năm gần đây thì mâm cơm ngày Tết của nhiều gia đình đã bắt đầu có thêm rau xanh hơn thay vì toàn là những món thịt thà như trước đây. À, thưa lương y, những cái loại rau củ quả nào nên có trong mâm cơm ngày Tết và vì sao ạ? À? Trong những ngày Tết thường là có nhiều cái món ăn, bánh trưng, bánh tét, thịt đông và uh, giò chả nêm và nhiều cái món ăn giàu chất đạm, chất béo. Và nếu những cái món ăn này chúng ta chế biến cho thêm một số cái rau củ quả thì không những tăng thêm cái vị hương vị thơm ngon dễ tiêu hóa mà nó điều hòa được cái âm dương điều hòa được cái nóng lạnh tăng cường sức khỏe cho những ngày tết ví dụ khi mà ăn nhiều cái thịt cá thì nên kết hợp với dưa hành dưa món thịt mỡ dưa hành bánh trưng xanh đây là cái món ăn truyền thống của người việt nam cái dưa hành khi mà ăn thì nó sẽ tăng thêm cái miên có lợi cho tiêu hóa và đồng thời cái dưa hành nó giúp cho cái sự chuyển hóa chất béo chất đường chất đạm và nó giảm được cái cholesterol giảm được cái kết vốn tiểu cầu giảm được một số cái nguy cơ tai biến của tim mạch và huyết áp canh ổ qua canh măng chua mà khi chế biến những cái món ăn này chúng ta ví dụ như canh ổ qua thì cho thêm nhiều mục nhĩ nấm mèo miến rong rồi hành và cũng giảm bớt cái lượng thịt và chẳng hạn những cái món măng chua thì tăng thêm cái giá đậu và đậu bắp và dứa thơm cũng giảm bớt cái lượng thịt cá đây là những cái món ăn mà nó giàu vi chất tăng cường nó giúp cho giải nhiệt và kích thích tiêu hóa trong những ngày tết thì rất là là tốt hai nó là một số cái tăng cường cái gia vị thì không những nó làm cho cái tăng thêm cái khẩu vị ngon cho ngày tết mà còn có thể là nó điều hòa cái âm dương hắn ngăn ngừa được một số cái bệnh mà nó giúp cho cái sức khỏe trong những ngày tết những cái loại rau gia vị chẳng hạn như là hành tỏi gừng rồi ra khoan quế cần tây vân vân à, không chỉ giúp cho bữa ăn thêm thơm ngon hấp dẫn mà nó còn có công dụng để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể và còn chữa bệnh được nữa thì đương nhiên có thể cho quý vị khán giả được biết những cái công dụng của các loại gia, rau gia vị quen thuộc trong bếp mà nhà nào cũng có phải nói là cái cái rau gia vị là những cái món ăn không những làm cho cái món ăn nó thơm ngon và nó khai vị mà nó còn giúp cho cái cái tăng cường sức đề kháng nó ngăn ngừa phòng và trị được nhiều cái chứng bệnh ví dụ như thế là tỏi rồi gừng hành thường có ở trong các cái cái bếp bà nội trợ à, và cũng là những cái môn cái vị thường là có trong cái tủ thuốc đông y dân gian thường có câu là trăm thứ canh không hành không ngon Thế thì ý muốn nói lên là cái giá trị về gia vị của cái hành nó không thể thiếu. Cái hành nó là một cái loại gia vị mà hắn có một cái tác dụng nó giống như một cái kháng sinh thực vật. Nó vừa ngăn ngừa được cái cái bệnh từ ngoại tà rồi cái bệnh về nội thương, một số cái bệnh mà về nội thương. Ví dụ như cái bát cháo giải cảm mà nếu như thiếu hành thì cái hiệu quả nó không cao. Còn nói như thế là gừng gừng là một cái gia vị mà trong sách tuệ tỉnh thường nói là gừng có một cái vị cay tính ấm nó thông được chín khiếu nó vừa tăng cái chính khí mà nó trừ được cái tà khí mà trong cái gừng nó có nhiều cái tinh dầu nó giảm đau kháng viêm ngoài ra còn có nhiều cái vi chất vi chất vitamin b một b sáu b chín và cái gừng nó nó có một cái tác dụng là nó ngăn ngừa hỗ trợ được một số cái bệnh về viêm nhiễm đường hô hấp rồi đường tiêu hóa rất tốt ví dụ như là ho khan ho, ho đờm hay là cái đường tiêu hóa chẳng hạn như đau bụng rồi bồn ói thì cái hư gừng mà biết cách sử dụng cái gừng nó hiệu quả rất là tốt cái thứ ba nó là tỏi tỏi là một cái loại gia vị là cũng là một vị thuốc mà không phải mình ở như người Việt Nam mình mà nhiều nước trên thế giới cũng thường xuyên sử dụng cái tỏi cái tỏi nó giống như một cái kháng sinh đa năng nó tiêu diệt hắn phòng và trị được cả cái vi khuẩn virus từ bên ngoài hoặc là từ cái cái bệnh mãn tử phát sinh từ bên trong hoặc là viêm nhiễm còn ngoài ra còn một số chẳng hạn như thế là như rau húng chẳng hạn như cần tây đây cũng là một cái loại rau mà thường được người dân sử dụng À, với nhiều cái món ăn vừa tăng cái khẩu vị của thức ăn vừa nó vừa giải được một số cái hết kích thích tiêu hóa làm cho ăn ngon hơn nó làm cho bụng bớt đầy hơn và nó ngăn ngừa được một số cái bệnh nhân hạnh như ề, huyết áp hắn giống như một cái kháng sinh tự nhiên khi mà đang nóng khi mà hạ cái mát đi lại thì hắn cũng là một cái cách mà ức chế giúp cho cái mà ngoài ra những cái rau gia vị này là hầu như rất là nhiều cái vi chất vi lượng mà nó có thể là tăng cường cái sức khỏe. À, virus đường hô hấp thường tấn công người già và trẻ nhỏ vào dịp Tết. Vậy thì lương y có thể giới thiệu cho quý vị khán giả một số món ăn dược thiện à, vừa giúp chữa viêm đường hô hấp mà vừa tăng cường cái hệ miễn dịch cho cơ thể nữa ạ. À? Ngoài cái dùng thuốc ra thì có thể chúng ta nên sử dụng chọn một số cái món ăn vừa là rau vừa dược thiện để mà phòng sức khỏe. Cái rau thứ nhất là rau cải cây, hai là rau tình ô ba là rau má để mà phòng trị một số cái bệnh ngoại tà xâm nhập vào cái tạng phế và cũng là một cái loại rau mà hắn tăng cường sức khỏe cho cái đường phế quản vừa chữa ho lâu ngày ho khan ho đàm ho thở rốc có khi uống kháng sinh không 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 thuyên giảm nhưng mà ăn cái loại này thì giảm mà cái này nó là không có một cái tác hại phụ gì ho đàm nhiều quá thì có thể phối hợp với cái rau tí tô cái rau tía tô nó có một cái tác dụng là nó vừa giải được cái ngoại tà vừa điều hòa được cái lý mà nó tiêu được cái đàm mình ức chế vi khuẩn virus phát triển cái lá tía tô thì dùng cũng rất là dễ có khi là chỉ cần là mình xay mình ép lấy nấu nước uống hoặc là ăn sống hoặc là mình bỏ vào cái tô cháo thêm với hành với gừng và là mình ăn nó rất là đơn giản khi mà vi khuẩn virus tấn công mà bị sốt cao miệng khô khát ho khan táo bón đó là cái phế nhiệt thế thì có thể thêm phối hợp ăn với cái rau giúp cá cái rau giúp cá có một cái tác dụng thanh nhiệt tiêu viêm ức chế vi khuẩn virus phát triển với hai là nó làm cho bền vững thành mạch hắn làm cho thông huyết ứ làm cho chống được cái huyết huyết đông huyết ứ mà vô nhiệt kết lại người mà gặp lạnh thì ho tăng ho viêm họng thì có thể là cho phế hàn thì kết hợp ăn rau hẹ, cái rau hẹ có vị cay tính nhưng có ấm, hắn có giống như một cái kháng sinh thực vật, dùng rất tốt cho những cái người mà viêm nhiễm cái đường hô hô hấp ngoài những cái món ăn dược thiện mà lương y vừa chia sẻ giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể thì có một cái vấn đề mà trong ngày tết chị em phụ nữ rất là quan tâm đó là cái vấn đề mà giảm cân ăn như thế nào để giảm cân à, vậy thì những cái loại rau nào mà được khuyến khích là hỗ trợ cái việc giảm cân mà nên sử dụng trong mùa tết này thưa lương y tăng cường ăn nhiều cái rau củ quả tăng cường nhiều cái loại rau củ quả nó có nhiều chất xơ mà nó có nhiều vitamin mà nó ít năng lượng nên ăn về cái canh khổ qua bỏ nhiều cái mục nhĩ rồi hành măng chua cho nhiều giá đậu cho nhiều đậu bắp và dứa thơm tốt nhất là ăn bưởi rồi ăn quýt và một số cái loại thức ăn mà có muối ăn ổi ăn táo còn nếu như chị em mà mập nhưng mà bên trong bị hàn lạnh cái tỳ do tỳ nó yếu hay bị rối loạn tiêu hóa Thế thì tất cả những cái rau củ quả nên luộc xào và cho thêm cái gừng với một số cái gia vị cay ấm để cho tăng thêm cái vị dương tính để cho nó ấm cái tỳ. Cái rau thơm thì tốt nhất là cái tía tô rồi kinh giới rồi cái lá mưa lông. Đây là một số cái loại rau mà rất là tốt để mà chị em sử dụng mà cần cái giảm cân. Tuy nhiên là cũng phải hạn chế những thức ăn bổ béo nhiều cái năng lượng cũng phải hạn chế những cái thức ăn mà đóng hộp và cái nước trái cây hoặc là nước ngọt. à, Mỹ Nguyên xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Lương Y Minh Phúc Thưa quý vị, những loại rau củ quả mà Lương Y Minh Phúc vừa chia sẻ hết sức thông dụng cả trong ngày thường cũng như là trong mâm cơm ngày Tết. Những loại rau củ quả này thường giàu dinh dưỡng mà còn mang đến cho chúng ta một sức khỏe tốt nhất là trong dịp lễ Tết đầu năm, nhiều tiệc tùng, hợp mặt chương trình sống khỏe mỗi ngày đến đây xin được tạm dừng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thân ái chào tạm biệt